Kênh khoen bên bản Nhật xin gửi lời chào đến tất cả anh em đang theo dõi video mới của bên em hôm nay nha. Thì cũng lâu rồi bên em không có lên video mới. Thì tuần này thì bên em về được một số máy thì lên video cho anh em xem. Thì cái video này cũng là video đầu tiên của năm 2024 ha, nghĩa là qua Tết thì bên em mới lên cái video đầu tiên. Thì cũng gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả anh em đang theo dõi video hôm nay. Cũng cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi video cũng như là ủng hộ shop bên em nha. Về hình thức mua hàng anh em có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0938158742 hoặc là 0767560061. Về cái phần địa chỉ và số điện thoại cụ thể em sẽ ghim dưới phần mô tả video, anh em bấm dưới phần mô tả sẽ có cái phần liên hệ nha. Rồi về bên em về máy móc á, thì em sẽ có bán những dòng máy bảy nè, máy bảy thì vệ sinh lợi dưỡng, lên pin mới. Còn với những dòng máy mới thì thân máy nhập xưởng Trung Quốc và pin thì bên em đóng ha. Thì tất cả pin bên em đóng đều bảo hành 6 tháng. Rồi ngoài ra thì bên em có nhận đóng pin cho các loại máy cầm tay, ví dụ máy khoan, máy bóng vít, máy bu lông, máy gì đó. Thì anh em nào có nhu cầu đóng pin hoặc là làm pin lại thì cứ liên hệ bên em nha. Rồi cảm ơn anh em. Thì đầu tiên thì em sẽ giới thiệu tới máy cây mini trước nha. Này, mini thì đợt này cũng có máy cây rất là đẹp. Hàng sưu tầm cũng được nè, anh em nào thích mini thì xem trước ha. Còn anh em nào mà không thích mini thì mình tua qua chút xíu. Rồi, mini thì đầu tiên em lên cây led cơ nha. Con này màn hình rất là đẹp luôn. Sưu tầm được. Con này nó rất là hay nha. Con này thì bấm vô, xoay bên đâu thì nó xoay bên đó. Con này đặc biệt là có điều tốc luôn nè. Tuy nhiên là mình xoay mạnh thì nó xoay sẽ chạy nhanh. Đó, xoay xoay từ từ nó chạy chậm. À, cũng rất là hay nha. Đèn led cực kỳ sáng luôn. Con này á thì thông số coi. Thông số vòng tua của nó là từ 0 tới 100 đây. Nếu mà có điều tốc anh em để ý nè, thì con nào mà máy nó có điều tốc á thì nó sẽ có vòng tua là N0 nè, từ 0 tới 180 vòng. Còn những dòng nó không có điều tốc thì anh em sẽ thấy là từ nó sẽ ghi là no 0, không có số 0 này ha. À, nó chỉ 180 vòng thôi. Cái đó là cái thông số anh em nhiều khi anh em đi bãi á, anh em mà chưa rành nữa mua hàng mình nhìn cái thông số đó mình cũng biết là có đi tốt hay không ha. À, cái đó là chia sẻ cái gì em biết thôi. Rồi con này là mã là Giro 36 tiếp CB01 nha. Con này thì ngoại hình rất là đẹp luôn, anh em xài làm đồ nghề, làm con này thì làm điện tử là rất là ngon nha. Thiết kế cũng rất là hay, xài như cái túi bằng tay bình thường cũng được nè. Nó có khóa chuột nha, nó có khóa đầu, xài như túi bít bình thường cũng được nè. Đó, khỏe nha. Đó, rồi cái bộ này thì pin em đã làm mới rồi, thì kèm theo cục sạc adapter. Sạc adapter là 4V 2 ha. Rồi combo về là 600 à, cái led cơ này là 600 nha. À, chỉ có một cây nhất thôi, con này rất là đẹp. Anh em nào thích máy đẹp hoặc là thích mấy cái máy độc độc thì chốt con này là hết bài luôn nha. Rồi 600 anh em chuyển khoản đủ thì em vẫn bao ship luôn. À, cây led cơ. Qua số 2, số 3 đây. Dòng này thì quá quen thuộc rồi ha, Ken Jack. Đó, này đợt này em có hai màu, màu xanh với là màu màu gì ta, màu đỏ đỏ cũng không phải màu đỏ mà kiểu màu hồng hồng vậy. Con này nó kiểu đỏ đô mà nó pha xíu màu hồng. Rồi thì hình thức thì hai máy thì một đều máy đẹp như nhau. Đó, thông số như nhau, cái màu xanh nè, đèn led, dòng này đèn led sáng nha. Rồi giá vẫn như mọi khi thôi. Rồi bộ này là 450, cây màu hồng nè. Con này thì cầm rất là gọn nhẹ nha, xài như cái tua bít bằng tay bình thường của mình cũng được. Nói chung là mấy con này nó có khóa trục nhỏ nhưng mà nó có khóa trục nha. Đó, xài với tua bít bình thường khi mà ốc nó cứng quá thì mình dặn kiểu dặn tay trước xong mình máy chạy ra. Đó, cũng khỏe lắm. Đó, giữ lên mà nó không không có giữ nổi luôn ạ. Lực thì con này nó 4 newton thôi, 4 newton nha. Thông số thì như nhau rồi, 4 Newton nè, đây 3,6 4 Newton ha. Vòng tua là 200 vòng trên phút đây. Ví dụ ai con này nè là nó sẽ không có điều tốc nha. Thì anh em sẽ thấy thông số nó ghi chỉ ghi là 200 vòng thôi. À, sử dụng pin lithium thì cái này pin em đã làm mới rồi. Đó. À, rồi, bộ này cũng là 450 luôn. Rồi tới cái boss nha. Boss. Boss con này là mã ISO. Này thông số kỹ của nó bên đây. Trên tem nè. Con này thì đây, con này nó sẽ không có điều tốc nè, anh em để ý nè, đó cái tem
đây là hình ô 21215 đó, con này là 215 vòng chính phút, billion 3.6 nha. Đó. Ngoại hình gọn nhẹ, boss thì cầm nó cũng vừa tay, boss nó làm thiết kế gọn, đèn led vàng nha anh em. Đây cái này á, nó không có cái đầu khoe dữ nhưng mà nó cũng rất là chắc nè, anh em gắn một vít nó không có rớt đâu nè, thấy không, em gắn nguyên cái tiếp to vậy nè mà còn không rớt, như gắn mấy mũi vít là nó sẽ không rớt đâu. Rồi cái boss này thì cũng lên pin mới rồi nha. Rồi bộ boss này là 400 à, bao gồm máy pin sạc diễn khoản đủ thì em vẫn bao ship luôn nha. Rồi qua cái hai cây X-Men thì mấy con này cũng nói chung là mấy dòng này thì em hay bán đó. Còn này mấy dòng này là 3.6 hết nha, 3.6 4.2 cũng là nó thôi, pin đầy thì 4.2, định áp gia đình là 3.6, tực là cũng là 4 newton. Con này là tua là 180 vòng, con này thì nó có được có hai đèn led. Rồi cái này thì ngoại hình nó sáng sủa hơn, đẹp hơn xíu, mà nó lại là mất cái điều, mất cái đèn led ở cái chiều chiều ra nè, chiều ra thì cái đèn led nó không có sáng, chiều vô thì có sáng bình thường ha. Đó. Còn con này thì bình thường hết, không có gì hết. Đây. Ra vô đều sáng bình thường ha. Đáng lẽ bình thường là phải ra vô đều sáng mà con này nó bị mất một bên. Tức nghĩa là chiều vô thì nó không có bị, mà cái chiều ra nó bị. Đó, chiều ra nó không có đèn led nè. Đó. Nói chung là cũng không ảnh hưởng gì. Ngoại hình ha. Đó. Thì con này thì màu nhìn nó đẹp hơn, sáng sủa hơn, con này thì màu nó nhìn nó hơi phai màu hơn, nhưng mà mấy dòng này thì chạy êm ha, cũng khỏe. Đầu gài rồi, cái này thì hai cái này em sẽ bán đồng giá nha, 350 một cây, cũng bao gồm máy pin sạc luôn. Đây 350 một bộ như vậy, máy pin sạc pin là mới rồi, bộ này cũng 350 luôn. Đó, có hai bộ, anh em nào thích bộ nào thì chốt bộ đó. Rồi tiếp cái boss. Boss đời này thì nó không có đèn led ha. Boss đời này nó không đèn led mà được cái nó gọn hơn. Đó, nó nhỏ gọn, cầm nó kiểu nó vuông vức. Mấy dòng này thì em làm pin mới hết rồi nha. Rồi, dắt sạc ở đây. Rồi cái boss này thì 300. Đó. Cái này thì 300, cái này không có đèn led, đời nó thấp hơn, thấp hơn cái cây trước. Giá nó mềm hơn. Đó, bộ này là 300. Máy pin sạc. Pin là mới rồi nha. Rồi qua cây bích, con này nó hầu như thiết kế nó là nó giống y chang cái con mà của Nati á, Nati mã 121 á, anh em để ý là nó y chang, nhìn cái nó cái form, cái kiểu dáng nó y chang luôn, không có khác gì mấy á. Chức năng nó cũng giống nè, cũng cấp trượt rồi đầu. Nói chung là con này nó giống tới 95% cái cây kia rồi. Nhưng mà con này nó khác hẳn của Edman, còn con kia là của Nati, Nati Nana. Rồi thông số con này là 2.4, nhưng mà cái này em lên pin à, đặc biệt cái cây này á, thì là lên pin 21700, dung lượng là 4000 nha. Đó. Thì cái này em sao xài cái cell 21700. Thì con này cái diện tích cái ở phía trong nó lớn á, nên là xài được cái cell lớn. Mà dung lượng 4000, con này thì anh em chạy thoải mái nha. Đó, thông số của nó nè, 200 vòng trên 1 phút. Đó. Con này nguyên bản nó xài pin niken nhưng mà mình mới lên pin lithium rồi. Thì con này nó được cái là nó có 6 cấp trượt nè, 1 2 3 4 5 6. Đó. Tương ứng với cái lực trượt nha. Chung anh em nào mà thích cái đồ có trượt thì xài con này ngon. Trượt lên nè. Thì nói chung cái số càng lớn thì cái trượt nó càng mạnh hơn. Mở ra nè. Đó. Con này thì ngoại hình đẹp. Hình màu đẹp, màu trắng ha. Đó, màu hình đẹp. Rồi, cái này thì bộ này thì 350. Đó, 350 như hình nha, một máy pin, pin này pin 4A nha. Pin thì là 21700, dung lượng nó cao hơn. Rồi. Bộ này là 350 nha, 350. Chuyển khoản đủ thì em cũng bao ship luôn. Còn nếu mà ship có thì mấy cái bộ này máy nó cũng nhẹ thì ship khoảng tầm 20-22.000 thôi. Rồi qua cái Electricer, con này thì gặp được thẳng được nè, nó có hai kiểu. Thấy con này thì nó có thêm chức năng cấp trượt nữa. Này cấp trượt theo tương ứng theo cái mũi vít này càng ngày càng lớn ha, đó là tương ứng cái lực bận thôi. Thông số con này thì con này cái năm nó 2005 sản xuất, 2010 hả ta, đây thấy 2010 đi trên này nè,
Con này là hàng của hàng lết cơ nha. Đây, thông số là 346. Thì dòng tua của nó là 180 vòng trên 1 phút. Rồi, để em gắn cái tiếp vô test thử cho anh em xem luôn. Cái con này nói chung là đầu anh em thấy gì chứ nó không có rớt đâu. Nè, em gắn cái nguyên cái tiếp toi mà không rớt thì anh em xài một vít thoải mái nha, đừng lo. Tại vì hãng nó thiết kế này cũng đã tính hết rồi. Rồi, test cái cấp trượt nha, cấp nhỏ nhất nè. Lên nè. Lên nữa nè. Đó, cái trượt cái con gương vít càng bự thì cái trượt nó càng nặng thôi. Đó, nó ký hiệu á. Cuối cùng mình không trượt nữa ha. Đó. Nói chung con này cũng khỏe. À, nói chung cái lực này thì anh em làm việc nhẹ, làm việc điện tử thì thoải mái nha. Được cái con này thì gập được thẳng được nó cũng tiện. À, xài mấy trong góc cũng rất ok ha. Xài giống như cái tua vít vân tay cũng được nè. Nói chung mấy con này là nó thiết kế có cái đầu khóa trục hết. À, cái mình xài giống như cái tua vít bình thường vậy đó, hết pin á, mình xài giống như tua vít bình thường được nè. À, cứng, nó không có xoay theo cái máy. Rồi, bộ này thì giá nó là 400. Này. Bộ này là 400. Pin em làm mới hết rồi nha, sạc adapter điện 220 rồi, bộ như vậy là 400, chuyển khoản cũng bao ship luôn. Rồi qua cây mini cuối cùng. Con này thì quá quen rồi ha. Là thì 6225, con này thì được cái là nó có thêm cái chức năng ngắt lực. Ngắt lực trên cò. Thì khi mà tới cấp trượt là nó không có trượt mà nó ngắt luôn. Nó trượt một cái là nó ngắt luôn, nó không có chạy giống như cái vít trượt bình thường của mình. Con này anh em làm chuyên làm điện tử thì ngon. Xài mấy cái bo mạch rồi đó thì nó tiện. Mình chỉ cần nhớ cái con ốc mình xài cỡ nào xong mình chỉnh cái cấp trượt tới đó thì tới đủ lực là tự ngắt ha. Hết pin nè. À, lỏng. Đem lấy cái điện thoại lại cái. Con này nó có hai tốc, tốc nhanh nè, tốc chậm nè. Rồi, cấp trượt các con cấp trượt thì nó tới 21 cấp trượt lần. Ngắt lực nè. Đó. Anh em giữ em thấy vẫn giữ cò nhưng mà máy nó không chạy ha. Rồi tăng lên. Đó, ngắt luôn. À, ngắt luôn thấy không? Xài như tôi bích bằng tay bình thường cũng được nha. Nói chung là mấy con này nó có khóa trục. Rồi. Pin ông làm giác sạc dưới đây. Rồi combo này thì giá 600. Này. Combo 600, một máy, một pin, một sạc, pin là mới rồi nha, pin lithium. Đó. Combo vít gập Nati 6225. Rồi, combo này là giá 600. Đó. Anh em là chuyên làm điện tử làm bo mạch đồ thì xài mấy con này ngon nha. Đó. Làm việc vừa nhẹ nhẹ thì ngon, ok. Gập được thẳng được nó cũng tiện ha. Rồi qua tới à, đợt này nó có thêm à, đợt này đi bãi thấy cái này nó hay hay lượm định về xài làm đồ nghề mà nói thấy nó hơi to tại vì em xài cái máy nó nhỏ hơn, nói chung mình khoan mấy cái bo mạch nhỏ xíu à. Cây này thì nó cũng hơi bự nên thôi đang bán luôn, anh em nào cần thì cứ lấy. Con này là máy mài khuôn nhưng mà con này là của hãng Rosson gì nè, hãng này cũng nổi tiếng ha. Này con này mắc in dao băng đàng hoàng nha, nhưng mà cái con này không hiểu sao là nó không có điều tốc nè. Thông số bình thường con này là có điều tốc nha, 8.000 tới 20.000 trên dòng là có điều tốc nè, công suất là 20W. Cái này chắc mã máy quá, MM50 điện áp 12V. Cái đầu này á, thì nguyên bản ngoài bãi về là nó chắc nó 2 ly, 2 ly mấy, em thấy nó hơi nhỏ nè. Thì cái này anh em nào mua thì em sẽ tặng kèm cho mình cái đây một cái đầu giữ. À, cái đầu này thì nó tiện hơn là xài được từ 0 chấm mấy cho tới 3 ly luôn, tức là anh em xài mấy cây đá mài á. Đó, mấy cây đá mài gì nè. Đó, là vừa. À, thấy không? Còn cái đầu này thì nó sẽ không vừa tại vì đầu này nó xài cái chấu mà chấu kẹp á. Này. Con này nó xài cái chấu kẹp, còn cái kia của em thì nó tiện hơn. Đây cái chấu kẹp như vậy nè, thì mình nhét cái cây vô này thì nó không có vừa. Này nó cỡ 2 ly rưỡi thôi. Còn này cái này nó tới 3 ly lận này nhá, không vừa. Thì em sẽ tặng kèm cho mình cái đây cái đầu này thì nó đa năng hơn đó, gắn vô thôi chưa đó, gắn cái đầu kẹp này ngon lành đó, dễ rồi thấy không,
Thôi thôi để em cắm vô cái cục pin em test thử cho anh em coi nha. Có dắt cái cây này là dây nguồn nó cũng còn dài nè, dây nguồn chắc dài hơn mét á. Này cái lỗ dây của nó nè, này mấy cái lỗ dây nè. Dây đồng bự. Lấy cục pin. Cái này nó xài 12V thì em lấy cục pin 12V em test luôn. Mình nhớ cái cọng dây là mình là không biết tại vì sao nó không có điều tốt ấy. Chưa ra tháo ra coi nữa. Chưa có thời gian bung ra coi nữa. Thì bạn có sao bán vậy đi, anh em nào về biết thì sửa, không biết thì để gì xài cũng được. Nó chạy cực kỳ im luôn. Đó. Công tắc nè. Bật qua nó chạy luôn. À, nói chung là nó không có điều tốt được nha, bật là nó chạy à. Chạy rất là cực kỳ êm luôn, đồng tâm nha à, anh em thấy à, này có gì mài thử, nói chung là khỏe, vịn tay thì không có nổi cứng, nói chung làm đồ nhẹ rất là ngon, mài mấy cái đồ mỹ nghệ hay là làm đồ nhẹ nhẹ rất là ngon nha. Con này làm treo cái cục nguồn trên cầm vậy là xài cũng quá ok luôn à. Rồi cái máy này thì em bán là 300 đó, 300 riêng cái này thì em bao ship nha đó, anh em nào chốt thì cứ liên hệ với em. Con này ngoại hình còn rất là đẹp mà chưa, nói chung là bảo đảm con này em chưa có bung chưa gì hết, còn nguyên zin luôn nha, ốc nè, ốc vít còn mới ken luôn, nói chung con này ngoại hình rất là đẹp đó. Anh em nào mà nói chung về mình mài thì không, cũng không cần điều tốt đâu đó, là về xài thoải mái, câu cái bình ắc quy hoặc là cục pin 12V là chạy vô tư rồi. Là mấy cái nguồn adapter á, adapter mà cỡ 5A nha, tại vì cái con này nó tới 20W. Nhiều khi mấy cái nguồn mà điện tử nhỏ nhỏ quá thì câu sợ nó không đủ công suất á. Đó. Rồi. 300. À, anh em nào chốt thì liên hệ nha. Đó, cái này 300. Rồi qua hôm nay có mấy món đồ nó cũng lạ. Đây, cái con này là bơm bơm hơi nha anh em. À, bơm hơi, con này của hãng Ban này, con này hãng này cũng nổi tiếng nha, có cái đèn pin nữa. Đây, thông số phía sau nè. Con này sử dụng điện 12V dòng 10A ha. 450 kPa. Hai này là kích thước 20 156 70. Trọng lượng là 1 kg. Đây nó có ghi luôn số ký nè, đó. Còn cái mã gì nữa nè, mã vạch nè. Này như đây nó có cái hướng dẫn nè. Đó. Nghĩa là này có cái tẩm tẩu xe hơi này, bơm xe hơi nha. Đó. Bơm xe hơi, bơm xe máy rồi thoải mái. Đây. Đặc biệt cái dòng cái con này thì nó có còn nguyên zin luôn. Đó, còn dây dây bơm nè. Đó, dây bơm hơi nè. Dẻo. Rồi. Tìm cái dắt nguồn nữa. Dắt nguồn này dài lắm, dắt nguồn này chắc nó thiết kế xài cho hơi xe hơi thì nó chắc nó tính là mình bơm cắm vô chỗ cái tẩu thì bấm bơm được xung quanh là hết, bánh trước bánh sau thì bơm đủ hết, tức là cái dây này nó dài lắm, bơm nhét vô giờ móc kéo nó không ra rồi đó. Nguyên một nồi dây luôn đó, dắt này dắt cắm xe hơi nè. Còn anh em nào mà không có thích mình không có xài cổng xe hơi á thì mình về mình câu cái nguồn vô đây này, mình trừ hai cái này là trừ, trên giữa này là âm, cái giữa này là cộng chứ đây. Hai bên này là hai bên cái tai là âm, bên đây là dương, trong là dương ha, chỗ em nhấn nhấn này là dương đó. Còn mình có cái tẩu xe hơi thì mình cắm vô thôi. Con này lên hơi rất là nhanh nha, để em gắm cái cục pin đó test cho anh coi, em cho anh em coi. Hãy quên câu cái nguồn, gắm cái pin test đỡ đi. Này. Mở đèn led. Do cái giắc này nó hơi lỏng chút. À, đèn nè, tắt nè. Bơm nè. Rồi, để em dịnh cho anh em coi lên hơi nè. Chéo kẹp lên hết.
dây nhựa rất là còn dài, rất là dài nha. Đó, có cái đèn nữa. Rồi cái bơm hơi này là 400, đó, bơm hơi là 400. Anh em về xài bình ắc quy cũng được, hay là kiểu xài để trên xe máy đó. Để khi mình bơm cái dự phòng cũng rất là ngon nha. Đó. Con này thì bơm xe máy, xe hơi để thoải mái nha, thông số nó. Chung hãng này nó làm đồ bơm hơi rất là ngon nha. Cái bộ cái này thì em cũng đã bán mấy cây rồi, bán mấy 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 cái rồi, xài rất là ngon luôn. Con này thì ở trong nó rộng, anh em có thể lên pin ở trong cũng được á. À, anh em nào mà không thích xài cái jack này nè, cắt bỏ chỗ cái hộp này, mình bỏ pin vô. À, chỗ này thì bỏ được 6 xeo thoải mái. À, để 6 xeo vô cái lỗ trống là thoải mái luôn. À, nếu mà anh em nào không có thích dây nhựa lằng nhằng, khi mình xài nhẹ thì mình lên cái cục pin 12V tầm 3 xeo là chạy ok rồi. 3 xeo mà dòng xả cao, xả mấy xeo mà xả 20A là chạy thoải mái rồi. À, còn xài lâu thì mình lên 6 xeo. À, còn anh em nào mà đã có pin 12V thì về làm cái dắt kẹp vô thôi. Rồi. Rồi bơm này là 400 nha anh em, 400. Rồi máy. Tiếp máy. Hôm nay máy nó hơi nhiều mà video nó hơi dài, anh em coi thì cũng thông cảm nha. Tới cái hộp IKEA. IKEA con này là của Thụy Điển. Sản xuất ở Trung Quốc. Thấy không? Dòng này thì làm điện tử rất là ngon, nó xài đầu kẹp. Có điều tốc nha, dòng này có điều tốc. À, điều tốc rất là mượt luôn, chậm á. Trượt nè, trượt rất là nhẹ nha. Đầu kẹp này thì 10 ly, đầu kẹp 10 ly nha. Cái đầu kẹp này thì thông số nó kẹp được từ 0.8. Ê, 0.8 tới 10 ly nha. Con này thì tua nó là 400 vòng trên phút. Này, 400 vòng trên phút. Con này thì ngoại hình còn rất là đẹp, nói chung là đồ trong hộp thì nó đẹp hơn là mấy máy trần ở ngoài. Rồi cái hộp này á, thì nó kèm theo cái cục sạc. Sạc này, nhưng mà cái sạc này là sạc kiểu sạc cục này, cục biến áp vậy á, cục biến thế á, chứ không phải là cục adapter. Cầm nó nặng tay nè. Cái cục này thì nó dòng sạc nó có 300A thôi, nhưng mà cái điện áp là 100V thì nó hơi bất tiện. Nếu mà anh em nào mà chốt bộ này thì em sẽ tặng kèm cho mình cục sạc adapter 8.4 xài điện 220 cho nó dễ. Cục này thì anh em cũng đưa cho anh em luôn, thì anh em nào mà có nhà có cái đổi nguồn thì xài cục sạc zin cũng được, không thì xài cục adapter em tặng theo. Nói chung này là tặng khuyến mãi thôi, thì tặng khuyến mãi cho anh em là cái cục sạc 8.4 vậy. Nó về cho anh em xài cái bộ này, cho anh em mà không có cục nhà không có cái không có biến áp á, không có áp thì xài cục này. Còn nếu mà anh em nào xài có nhà điện 100V thì xài cục sạc zin, không xài gì xài. Rồi cái hộp này là 470, đó, 470. Rồi có hai cái máy rời ở ngoài luôn, cũng dòng này luôn ha. Đây dòng này luôn. Thì máy rời thì ngoại hình nó sẽ xước xát hơn, nó không có đẹp như là máy trong hộp được, nhưng mà chạy rất là êm nha. Cái này em lên pin mới hết rồi. Cấp trượt giống nhau ha, thì cấp trượt như nhau, em không có test giờ đỡ mất thời gian. Hai con ngoài thì nó thiếu tem thôi, nói chung ngoại hình bình thường, không xuất sắc mà không có xấu. Đó. Anh em làm việc là ngon nha. Rồi thì hai cây này thì giá là 380 cây, 380 cũng pin mới hơn rồi, sạc adapter luôn. Đó. Full bộ vậy là 380, anh em chuyển khoản đủ thì em vẫn bao ship nha. Đó, chuyển khoản đủ thì em bao ship luôn. 380 một bộ, có hai bộ ngoài. Nói chung đợt này thì được lấy được giá tốt thì để là giá tốt cho anh em xài thôi. 380 bộ pin mới rồi à. Thì cái pin này thì em sẽ bảo hành cho anh em là 6 tháng. Pin mới rồi, bảo hành 6 tháng. Chứ còn pin theo máy thì nhiều cục, nhiều máy vẫn, nói chung là máy pin vẫn xài được, nhưng mà em thấy dung lượng nó thấp quá, có 1.3 vậy đó. Mà nhiều khi nằm ở bãi nó lâu ngày là về mình xài không được thì nó cũng mất công nữa, thôi em lên pin mới luôn. Cũng không có đáng nhiều. Về cho anh em xài thoải mái.
mấy cây 10.8 nè. Rồi thì lên mấy cây nhỏ nhỏ trước đi, xong tới 10.8 cho nó dễ ha. Rồi con này là 7.2, hãng này là của nó của gì đây ta, D2, con này là D2 nha. D2 thì con này là của Đài Loan xuất Nhật. Pin thì là pin 7.2 8.4 cũng là nó thôi. Này, 7.2 8.4. Cái này thì pin cũng là mới rồi ha, pin là mới rồi. Pin gì nó có 1.3 thôi, mà 1.3 thì nó cũ rồi thì nó dung lượng nó không còn đủ. Nó còn mấy vài trăm thì xài nó mau hết lắm. Em lên pin mới luôn, lên pin 2 chấm. Đó. Này thì sạc nằm đây nha, chắc sạc nằm đây. Rồi test chức năng này, con này có điều tốc nha. Có đèn led. Con này thì cái vòng tua của nó là 2600. Hay 2600 nha, lực là 30 Newton. Con này thì cái búa nó gõ rất là ngon. À, anh em làm việc nhẹ vừa thì xài con này. Cầm vừa tay búa nó cũng rất là khỏe nha, 30 Newton. Rồi bộ 7.2 này thì cũng bao gồm máy pin sạc luôn ha. Đó, sạc adapter điện 220. Rồi bộ này thì 800. Đó, 800 máy pin sạc. Pin thì cũng hình 6, cho anh em là 6 tháng nha. Đó, pin đóng mới rồi. Rồi tiếp. Đây, dòng này thì nó đẳng cấp hơn. Con này là của thương hiệu S-Man nha. Con này thì ngoại hình gần như mới luôn. Tại vì dòng này nó chạy than rồi, nó sẽ khỏe hơn. Con này lực cũng là 30 Newton, nhưng mà con này là cái thông số của nó là nó 4 búa. Thì dòng này dòng 4 búa. Anh em để ý nè, đây. Cái thông số búa của nó sẽ, anh em sẽ thấy đây, nó hơi chả xíu. Tua là 2000, búa là 4000 ha. Đó. Thì 4 búa thì cái tốc độ búa nó sẽ gõ nhanh hơn là dòng 2 búa. Cũng là 30 Newton luôn. Con này thì màn hình rất là đẹp, anh em siêu tầm cũng được cái này, gọn nhẹ làm đồ nghề rất là ngon nha. Có đèn led, pin thì cũng là mới rồi nha. Đó. Rồi test búa cho anh em coi. À, búa rất là mượt luôn. À, thấy không? Búa rất là mượt, cầm này. Con này thì nói chung là nó hầu như là con này rất là hiếm. Thì giờ đi bãi rất là ít gặp dòng này. Được máy đẹp vậy nè, lâu lâu mới được cây thôi. Nói chung dòng này thì em cũng đã bán qua vài cây rồi, anh em xài rất là khoái luôn. Đó. Rồi, bộ này thì 850. Đó, 850. Đó, anh em là thích nhỏ gọn. Xài mà kiểu không có cần con cái lực nó quá nặng, quá mạnh á, mà cần bố thì xài con này quá êm ha. Rồi, bộ này là 850 nha. Rồi qua cây khoan của Boss nha. Mã là GSR10.82LI. Con này thì đầu kẹp tối đa là 10 ly. Cái thông số dán cái số 7 lên đây không thấy cái thông số ta. Gỡ luôn đi. Rồi. Đây thông số của nó nè. Con này nó có hai tốc nha. Tốc chậm là từ 0 tới 350 vòng, tốc nhanh là từ 0 tới 1300 ha. Đầu kẹp 10 ly, con này sản xuất tại Malaysia. Này, ngoại hình. Cái chỗ cái đèn này thì nó bị cấn chút xíu, em đã hàng lại rồi, không ảnh hưởng gì hết nha. Đó. Con này nó bao gồm 20 cái. Okay. Không nhớ bao nhiêu cấp trượt nữa. 20 cấp trượt ha, 20 cấp trượt, 20 cấp trượt, một cấp khoan. Này, khoan nó không có trượt nữa. Rồi hai tốc nhanh chậm. Tốc chậm này. Nhanh nè. Con này thì nó có khóa trục nha nè, có khóa trục nghĩa là mình xoay cái đầu này thì cái cốt nó không có xoay. Đó, thì mình siết cái mũi khoan nó chắc hơn. Độ đồng tâm rất là ok nha. Đó. Cấp trượt nè, tỉnh cấp trượt, con này thì làm việc nhẹ cấp trượt rất là ngon. Đó. Mạnh lên nè. Lên nè. Nói chung là cái số càng lớn thì cái lực nó càng mạnh thôi. Đây là đèn báo pin.
Rồi, thì cái này em sẽ bán combo ha, combo một máy, hai pin. Pin này pin đóng nha, pin đóng không phải pin theo máy nha. Pin theo máy thì đa số ít khi lấy lắm. Thì cái pin theo máy thì dung lượng đa số là một loại chấm 3 là chấm 5, nhưng mà pin cũ rồi thì dung lượng nó còn rất là thấp nên em ít khi bán pin theo máy lắm. Pin theo máy thì phải test kỹ mới bán được, thì anh em về anh em xài mà nó dung lượng nó thấp quá thì mình xài nó mau hết ha. Nên là đa số thì em sẽ bán pin mới. Pin mới thì đóng dung lượng là 2A. Đó, anh em xài thoải mái nha. Rồi thì cái combo như vậy, một máy, hai cục pin và cục sạc đốc. Sạc đốc này là sạc linh kiện điện 220 nha. Đó. Thì cái combo một máy, hai pin, một sạc là 1,2 triệu. 1,2 triệu cho cái combo này. Ngoại hình cũng còn đẹp nha. Rồi combo này tính anh em 1,50 triệu thôi. Đó, bớt cho anh em 50 nghìn. Những cái đèn led này nó hơi bị xấu cho này xíu. Này, anh em nhìn kỹ chút xíu. Nói chung là nó không ảnh hưởng gì hết. Chỉ nó bị mẻ một xíu thôi. Mẻ hàng lại rồi. Rồi, combo này là 1,150 triệu. Đó, 1,150 triệu một máy, hai pin. Cái bộ sạc nha. Đó, cái khoang boost. Ngoại hình của nó đẹp boost. 10V8. Rồi, tới dòng 10V8 luôn. 10V8 thì của Makita. Con này thì em cũng đang xài đồ nghề một cây giống vậy. Đó, mà xài mấy năm rồi. Nói chung con này thì xài đùm đồ nghề mà kiểu tháo lắp vít này, cái môn của công việc của em là chuyên là tháo lắp ốc vít của máy nè, còn vỏ pin nè, thì xài con này rất là tiện. Kiểu anh em nào tháo lắp cái đồ nhẹ nhẹ thì xài ngon nha. Nói chung thì búa hoặc là cắp trượt thì nó có một cái công dụng riêng ha. Dù mình chuyên tháo lắp máy thì cái con cắp trượt nó sẽ đáp ứng tốt hơn, tại vì anh em nhớ nè, nó có cắp trượt. Khi mà mình xài con ốc nào, ví dụ xài cái máy nhỏ thì nó cần lực cỡ nào thì anh em chỉnh xuống thôi. À, ví dụ máy nhỏ thì lực cỡ số 4, còn máy lớn hơn số 8, số 6 gì đó là cái lực bằng nó cỡ đó là nó vừa đó. Kiểu là nó thiết kế cấp trượt thì nó cũng có cái ưu điểm của nó mang lại. Còn búa thì mình chiên tháo lắp hay là bắn gỗ bắn đồ thì mình xài búa nó ngon hơn. Đó. Trượt nè, nói chung trượt mấy con này thì nó nhẹ, càng lớn thì càng mặn thôi. Tốc nhanh chậm nè, tốc chậm thì cái trượt anh em sẽ nghe nó im hơn ha. Đó. Tốc nhanh nè. Đó. Tiếng nó khác nha. Con này đèn led rất là sáng, điều tốc là đầy đủ hết nha, nhanh chậm hai tốc. Con này nó tới 18 cấp trượt nha, một cấp khoan này nó không trượt nữa. Nhưng mà anh em xài con này lưu ý nè, nó sẽ có thêm một cái đặc điểm là nó có khóa trục. Nhiều anh em nhiều khi xài quen mà không biết, mình kiểu mình mở ốc á thì mình mở ra thì mình để máy vừa chạy ha, gắn cái mũi vít vô xoay cái như kiểu là mình mở tay vậy đó, xong mình bấm máy nó chạy, nó mở ra. Thì nó thứ nhất là nó hạn chế mà mình bị tuôn bị chợt cái ren con ốc á, chợt cái đầu á. Cái thứ hai là nó tiết kiệm pin nữa. Em thường em mở là em mở kiểu đó. Nói chung mình xài lâu rồi mình rút kinh nghiệm thôi. Rồi combo con này là Makita, mã là D lầu không nhớ mã gì, DF030 ha, 030 này. Tua chậm là 350 vòng, tua nhanh là 1.300 nha. Mã là DF030. Combo như vậy, một máy một pin một sạc, thì combo này em bán là 990 ngàn. 990 cho cái combo như vậy, một máy một pin một sạc. Pin này pin đóng nha, pin đóng thì bảo hành cho anh em là 6 tháng. Pin đóng dung lượng 2A, sạc là sạc đốc linh kiện điện 220. Đó, sạc điện 220. Rồi combo này là 990 ngàn, thì cái này em có hai combo ha. Ngoại hình như nhau, chức năng cũng giống nhau thôi. Được này, nói chung là hai cây ngoại hình ok. Cấp trượt là như nhau thì em khỏi test nha, đỡ tốn thời gian. Đó, quay cái ngoại hình cho anh em xem thôi. Nói chung anh em lấy cái cây nào cũng được, ngoại hình nó cũng giống nhau à. Rồi combo là 990, nó có hai combo, anh em nào chốt thì nhận tay nha. Làm đồ nghề thì con này rất là ngon, vừa tay. Nói chung là vừa tay, có cấp trượt thì nó cũng tiện. Nói chung là máy móc thì nó tùy theo công việc của mình thôi, thì mình chọn nó phù hợp với công việc mình là nó ngon à. Chứ còn làm việc nhẹ quá mà xài cây lớn quá thì nó cũng cũng không hay. Đó. Rồi thì máy máy bãi thì cây hai cây vít cấp trượt nãy cũng là hết dòng máy bãi, thì em sẽ qua cái dòng máy mới nha. Đây, những này là những dòng máy mới nè. Đợt này có dòng 16, 8 rồi, ba chức năng 18 rồi, ba hai chức năng 18 rồi, bu lông nè, bu lông to nè. Con này anh em rất là chuộng luôn, giờ bán con này cái dòng nhích hơn xíu thì rẻ hơn xíu mà dòng nó bán chậm hơn, còn này nó bán nhanh hơn. Anh em thích dòng này hơn, con này lực tới ngàn lận. À, bắn vít mẫu này là mẫu 72. Rồi. Rồi em để em quay xuống cái chi tiết cái cây
cái dòng 16.8 trước đi ha. Dòng 16.8 thì anh em cũng rất là chuộng. Thứ nhất là nó gọn nhẹ. Thứ hai là nó có chỉnh lực nè. Con này thì đời sau nó có chỉnh lực y gan cái dòng 171 Makita hãng á. Chỉnh lực nhanh á. Chỉnh cò thì nó tiện. Anh em thấy không? Đây là máy không than nha, máy không than. Này là của hãng Denton. Đó. Thông số nè. Thông số này á, thì cái này là nó thông số giống em nhìn là giống của con khoan hơn là của móng vít các em á. Thì thường con khoan á, nó sẽ có hai cái thông số như vậy. Đó, còn móng vít. Cái này thì đúng nè, cái đầu này đầu 6.35 là cái chân thì móng vít này của mình xài nó con chuẩn thôi, lớn nhỏ gì cũng con chuẩn thôi. Này là lực nè. Đó. Nói chung thì dòng này thì xài ngon, ngon bổ rẻ. Anh em xài gia đình đồ lắp ráp camera cũng rất là ngon nha. Thấy gì nó xài cũng rất là tiện. Chỉnh lực nhanh giống như 171 vậy đó. Có gà đầu đầu gà nhanh luôn, tức nghĩa là đầu gà nhanh thì con này anh em không có cần kéo cái mũi vít ra, chỉ cần đè vô thôi. Không. Nè, con này thì đặc biệt là cấp số 1 rất là mềm nha. Đây. Số 2 nè. Nó hơi cháo qua đây mình lấy nét lại coi. Số 3 nè. Nói chung con này thì anh em bắn toàn vô tư nha. Khỏe. Toàn 5 phần vô tư. Có cái dòng 16.8 thì cái hệ pin cái dung lượng pin nó sẽ thấp hơn. Pin nó chỉ có 2 chấm thôi. Thì anh em xài nhiều thì anh em có thể mua thêm cục pin. Rồi combo này bên em đang bán 750. Đây sạc đế luôn. Sạc đế không nè, thị trường ta bán cũng 80 100 ngàn gì đó. Thì sạc đế thì bên em có bán lẻ luôn nha. Anh em nào cần thì cứ liên hệ với em 0938 158 742 ha. Đó, rồi. Lên cái combo như vậy là 1 triệu. Ô, xin lỗi nè. Combo 16.8 này là 750 nha. À, 750 combo sạc, anh em có thể chọn sạc này hoặc là sạc adapter đều được nha. Em sẽ bán đồng giá, anh em thích sẽ nào lấy sạc đó, không có ép ha. Dù mình không thích sạc đế thì mình lấy sạc kia nó gọn hơn, sạc kia thì chu cắm thì nó sẽ gọn hơn, sạc đế thì nhìn nó chắc chắn hơn, kiểu nó bự hơn á. Rồi combo này là 750 bao ship. Thì những dòng máy mới này nè thì em sẽ bao ship hết cho anh em. À, anh em là chốt với dòng máy mới thì sẽ được bao ship hết nha. Những dòng này thì anh em nào mà cửa hàng á, hoặc là anh em thợ mà lấy số lượng nhiều á, số lượng tầm 5 bộ trở lên thì em có sẽ có giá tốt hơn nha. À. Thì anh em lấy về bán lại nè, anh em xây công trình mà lần 50 bộ gì đó thì em sẽ có giá tốt hơn cho anh em. À. Nói chung là lấy số lượng thì đương nhiên giá nó sẽ tốt hơn là giá mua một bộ rồi ha. À, anh em nào cần thì cứ liên hệ em. Pin thì bên em đóng là pin bảo hành cho anh em là 6 tháng nha. Ví dụ cái combo này thì anh em mua là pin bảo hành 6 tháng. À, thân máy là 3 tháng nha. Dòng 16.8 giờ nó cũng tiện, có khoan. Đó, khoan con này khoan tốc cao nè. Xài chung hệ pin luôn. Đầu kẹp bằng sắt 10 ly có khóa trục. Này. Khóa trục thì mình xoay cái đầu kẹp ấy, mình siết cái mũi khoan nó cứng hơn. Đó. Đồng tâm nha. Hàng làm rất là chuẩn luôn, không có thấy cái độ rơ luôn á. À, thấy không cứng. Nói chung hàng Trung Quốc mà bây giờ mà, nếu mà hàng Trung Quốc mà không phải hàng cho nổi thì chất lượng rất là ok. À, nói chung thì trong tầm giá thì anh em không có quan trọng về hàng hãng hàng gì thì xài mấy cái Trung Quốc cũng ngon, xài gia đình mấy cái này thoải mái luôn á. Cấp trượt nè, cấp trượt cho nó cũng cải tiến làm cũng rất là mềm luôn. Tốc chậm nè, tốc nhanh tốc chậm nè, nhanh nè. Con này khoan sắt khoan gỗ được vô tư nha. À. Thì cái đầu kẹp con này nó xài được tối đa là 10 ly. Này là có 3 pin nha, này là máy không than hết rồi, động cơ không than hết. À. Anh em nào mà xài gia đình mới không xài nhiều thì có thể chọn combo nè, hai máy hai pin một cục sạc là xài thoải mái rồi. Rồi cái khoan á thì cây này thì em bán 700 một combo. Đây 700 một cái combo như vậy. Đó, máy pin sạc combo này bao ship luôn nha, 700 bao ship là loại tốc nhanh. Còn tốc chậm thì nó rẻ hơn xíu, mà tốc chậm thì mình em hết đang hết
À, tóc chậm thì chiều dọn kho còn được một cây nè. Trong tưởng nó hết rồi, sót lại cây nè. Con này thì do trong năm nó bị chạy xước nè, xong rồi dục cái thùng giờ tới giờ mới nhớ. À, con này tóc nó chậm hơn. Nó cũng 70 chứ không có nó nổi chậm đâu. Chạy cực kỳ êm luôn, cấp trượt rồi nè. Con này có một cái là do lúc vận chuyển nó bị cấn mấy chỗ nè. À, anh em thấy cái cao su nè, à, chỗ này nó cấn chút. Bên đầu này, đây. À, đi cấn chạy xước chút xíu thôi, chứ ngoài ra ngoài ngoại quan nó hơi chạy chút thôi. Còn nó không có ảnh hưởng gì chức năng máy hết. Đó, nó chỉ bị chạy xước chút xíu thôi. Anh em nào mà không quan trọng ngoại hình thì sẽ lấy cái này, thì em tính giá nó mềm thôi. Nếu mà anh em chốt cái này thì bữa nay em tính giá 500 thôi. Đó, bao gồm máy pin sạc luôn. Đó, bán giá khuyến mãi cho anh em về xài. Ngoại hình nói chung là nó đâu có đến nỗi mà xấu đâu, thấy không? Nó chỉ bị chày một chút xíu chỗ này với là chỗ này thôi. Đó, tính cho anh em giá khuyến mãi 500 bộ này thôi. Đó, về xài gia đình đồ đi làm công trình đồ thoải mái nha. Nói chung con này nó đi cài cũng vô tư lắm, em bán dòng này cho anh em đi cài cũng nhiều lắm á. Giá nó rẻ hợp lý, dễ xài. Rồi qua dòng ba chức năng 16V8. Ba chức năng 16V8 rồi tới 18V ha. 18V thì con này nó xài cái chân pin Makita 18. Thì anh em nào mà có chân pin Makita rồi thì có thể lấy thân máy không cũng được nha. Đó. Đây, xài chân Makita 18, con này nó chạy hai chân ha. Con này thì anh em hay kêu chân pin phổ thông á, phổ thông Makita. Con này là dòng ba chức năng. Này thì nó có 20 cấp trượt ha, 20 cấp trượt. Rồi này là chức năng khoan búa, anh em không phải khoan tường nè. Búa nè. Rồi bắn vít cấp trượt nè. Khoan nè, khoan thì khoan sắt khoan gỗ, khoan nó không trượt nữa. Rồi tốc chậm nè. Tốc chậm này thì khi anh em nào khoan mũi lớn á, cần cái độ tải nó nặng á, cái dù mình chạy cái khoan mũi lớn, khoan gỗ hay gì đi, mình chuyển thành tốc chậm thì nó sẽ khỏe hơn và nó mạnh hơn đó. Như kiểu cái số của xe Honda mình số 1 với số 4 vậy, kiểu nó vậy. Còn khoeo nhẹ nhẹ thì mình sẽ tốc nhanh đó. Cái cây này thì vòng tua thực tế có nó khoảng 1750 vòng nha đó. Em đo qua máy là khoảng tầm 1750 vòng trên phút đó. Tua cũng khá là cao nha. Đồng tâm ok, đầu cứng không có rơ nha. Cái này giờ nó thiết kế bạc đạn cũng rất là chuẩn xác luôn. Đầu kẹp này đầu kẹp 13 ly nha anh em. Đó. Con này là đầu kẹp 13 ly có khóa trục nha. Có khóa trục. Thì những cái dòng máy khoan này nè, mà nếu mà nó có khóa trục là nó mắc hơn cái dòng không khóa trục khoảng tầm 100.000 đó. Đó. Tùy theo xưởng, tùy theo dòng. Đó. Rồi, combo này thì em bán một máy, một pin kèm cục sạc. Sạc thì adapter. À, em lấy cục sạc cho anh em coi. Đây, sạc adapter, sạc lại sạc loại tốt nha, sạc 2A. Cái dòng chuẩn 2A luôn. Rồi. Đó, combo như vậy là 1.150.000. Đó, anh em xài gia đình hay đi làm công trình đồ thoải mái nha. Đó, con này là 1.150.000, cũng bao ship luôn. Đó, những dòng nói chung là mấy cây máy mới thì bao ship hết. Anh em nào chốt combo nào thì cũng được bao ship hết. Đó. Rồi, combo này là 1.150.000. Dòng này thì nói chung bên em vẫn có số lượng cho anh em lấy cửa hàng hay lấy về bán. Thì anh em nào lấy số lượng thì từ 5 bộ trở lên hoặc là từ 5 thân máy trở lên thì có sẽ có giá tốt à, cho anh em là lấy số lượng. Rồi qua dòng 18, nhưng mà dòng này là hai chức năng ha, nó không có búa. Hai chức năng thì đương nhiên nó sẽ gọn hơn, tại vì ba chức năng thì nó thêm cái chức năng búa nó thì nhìn nó hơi dài hơn xíu. Con này anh em nào mà không cần búa thì xài con này gọn hơn chút. Con này thì của Đen Tòng ha. Rồi con này thì nó là hai chức năng, nó bao gồm 23 cấp trượt nè, 23 cấp trượt, một cấp khoan nha, hai tốc nhanh chậm, tốc chậm nè, tốc nhanh nè. Đầu kẹp này thì nó cũng là đầu kẹp bằng sắt hết, đầu kẹp 13 ly, có khóa trục luôn, đó, có khóa trục thì anh em siết
siết nó sẽ cứng hơn, nó sẽ không có xây cái cốt ở trong. Có phải chục nha. Rồi combo này giá nó sẽ mềm hơn tại vì dòng hai chức năng này rẻ hơn xíu. Hai chức năng thì combo này làm bán 1 triệu 50 ngàn cũng bao ship luôn. À, combo này là 1 triệu 50 bao ship. À, máy không than hết nha. Anh em muốn lấy thân máy thì có thân máy. À, thân máy dòng này là hiện tại là 450, còn thân máy dòng ba chức năng này là 580. À, 580 450. À, thân máy thì anh em lấy số lượng thì cũng có giá tốt hơn nha. À, rồi qua dòng bu lông lực 1.000 này, con này thì nói chung là ngon, bộ rẻ tầm 8,5 triệu, mà giờ đó anh em mà tìm được cái cây nào mà máy bãi mà được cái lực với lại cục pin như vậy á, thì pin mà anh em mua cái cây mà Makita mà xài cái chân pin Makita mà mua máy bãi thì không có cây nào mà dưới 2 triệu. Nếu mà về cái dòng lực dùng mấy cây 285, 281 đồ, lực nó cũng tầm 300 mấy. Đó, thì xài mấy xài chân pin Makita mà body nó cũng đã 2 triệu mấy rồi, trong khi đó mấy cây máy mới này thì giá nó là quá rẻ. À, con này thì em bán lẻ cái thân máy là thân máy là 850. À, thân máy là 850. À, còn anh em lấy combo một máy một bên một sạc là 1,5 triệu nha. À, 1,5 triệu. Con này thì nó có 3 cấp, có chế độ auto top nha. Đó, tự ngắt chiều ra này, mình bấm tự ngắt khi đủ lực, tự ngắt ha, tránh rớt ốc á. Rồi chính lực nè, 1, 2, 3. Còn cái dãy 3 bên chấm này là báo pin nha. Im khỏe. Thì mấy cái này là bán đầu 1/2 thông dụng hết nha anh em. 1/2 thông dụng có khoe nè. Đó. Có khoe thì nó đỡ bị rớt cái tiếp hơn. Đầu 1/2 hết nha. Con này thì cái thân máy nó khoảng tầm ký 8 mấy chục. Chứ em có cần á. Ký 8 mấy chục. Lực 1.000 ha. Con này anh em sửa xe máy thì vô tư luôn. Đầu tư cây này sửa xe máy thì khỏi lo ha. Bao anh em bắn hết ốc xe máy luôn. Không có cây nào mà không có ốc nào mà làm khó được nó. Rồi. Nhắc lại giá ha. 1,5 triệu cho cái combo này. 1,5 triệu bao ship. À, thân máy nè, anh em nào lấy số lượng thì lấy chừng 5 số lượng thì tầm 5 body trở lên nha anh em. Đó. 5 body hoặc là 5 bộ trở lên, anh em lấy cửa hàng hoặc là lấy về xài công trình gì đó, nói chung là lấy số lượng thì tầm 5 bộ trở lên thì giá nó sẽ có giá tốt hơn. Đó. Con này thì giờ chất lượng gia công rất là tốt, anh em nhìn thấy nè, độ hoàn thiện cực cao nha. Đó. Cao su và nhựa đồ nó hoàn thiện rất là tốt luôn. Không? Chân thì chân Makita thông dụng rồi. Nói chung pin Makita thì giờ quá thông dụng rồi. Đa số anh em xài máy pin thì ai cũng có cái cục Makita 18 hết rồi. Rồi, tới dòng bắn vít. Bắn vít 18. Con này thì nó là thiết kế y chang cái dòng 72 của hãng nha. À, nhưng mà con này là máy Trung Quốc chứ không phải máy hãng. Con này thì nó cái phiên bản mạch cải tiến thì đời sau này nó sẽ có thêm cái chỉnh bên này, nói chung là nó copy theo giống như máy hãng vậy. 4 cấp chỉnh lực bình thường nè. Chỉnh lực nhanh nè, 1 2 3 4. Báo pin ha, báo pin thì báo pin trên cục pin, bấm vô là báo pin. Rồi combo này thì giá là 1,150 triệu. Đây, 1,150 triệu, một máy một pin một sạc. Còn anh em nào mà muốn mua lẻ thân máy thì bên em vẫn có thân máy cho mình nha. Thân máy lẻ nếu mà có bảo hành á là 600, còn anh em nào mà không cần bảo hành là 530, giá vẫn bao ship hết. Đó. Chân pin Makita 18 là xài ok rồi ha. Đó. Rồi. Mẫu 72 nha, mẫu này là mẫu 72. 72 thì hiện tại em còn màu đỏ đô thôi, còn vài cây thôi. À, anh em lấy số lượng thì có thể liên hệ. À. Đặc biệt là cái dòng cao su á, dòng cao su loại này thì bên em là có dạ quang luôn nha anh em. Tối buổi tối dạ quang giống như mấy hãng vậy đó. À. Còn cái đầu về nói về cái đầu cái trục vít thì con này nó xài bạc đạn.
nên em khỏi lo cái độ rơ nha, mặt bạn giống như máy hãng luôn. Rồi đèn thì đèn bên em vẫn có về thường xuyên nha. Đèn giờ bán thì chủ yếu là bán kèm cho anh em để xài chung cái combo anh em đã có mua pin sạc rồi á, thì đa số là bán kèm chung thôi, chứ đèn thì em bán cũng nhiều, bán cũng lâu rồi. Anh em nào mà theo dõi kênh thì cũng biết ha. Đèn thì giá là đợt này là 90.000 cái nha anh em, 90.000 cái. Đó. Sử dụng chân pin Makita 18. Con này thì làm đèn pin rọi nè, công trình cũng ok lắm nha, sáng. Nó xài 16 cái led, có tản nhiệt lớn nè, nó đỡ nóng hơn. Cái đợt trước nữa thì nó cái led nó nhỏ, còn đợt sau này thì led nó sáng. Này. Này nó sáng gươm nha. Sáng như cái đèn pin vậy đó. Cái cục pin này, cái led này thì nó được cái là nó tiết kiệm pin nha. Anh em xài cục pin mình pin chuẩn 4A thì cũng hơi lâu mới hết pin ạ. Vài tiếng mới hết chứ không hết nhanh đâu. Sau đi đồng đi ruộng hoặc là đi công trình mà nó cúp điện á, thì đầu tư cái đèn cũng rất là tiện nha. Cực kỳ sáng luôn, xoay được nè, xoay qua xoay lại, bẻ lên bẻ xuống được cũng ok hết. Thấy không? Cúp điện thì cứ bẻ để cái pin để xuống rồi bẻ lên trần nhà là sáng thoải mái luôn. Rồi đèn là 90.000 một cái. Rồi thì cái video hôm nay thì em sẽ kết thúc ở đây nha. Anh em nào mà có nhu cầu mua máy móc gì thì cứ liên hệ trực tiếp với em 0938158742. Rồi lần nữa thì cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đã theo dõi cái video hôm nay. Chúc anh em có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Rồi cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở video lần sau nha.